21, 22 tôi muốn cái bài mặt ngoài, nói luôn về cái lý thuyết thi công trong bây giờ nó bài quá. Con trong này nó thấy cái hình nó full, nó không có, mình zoom lại cái bài số buổi kia mà tới đâu, y như nó tới đây là sao, đúng không? Bây giờ cái bài kế này giờ số bài số 21, 22 cái tay để quẹt qua. Đó, này quẹt qua cái chân nè, đang để dày thường cái, nó hay nó xòe cái chân, thấy không? Rồi cái này xoay một vòng, không? Rồi cái bước tới vậy thôi, rất đơn giản đó. Ta làm đó là làm chậm chậm cho hiểu, mà lúc nó làm nhanh là thấy lộn xộn lắm nè, thấy không? Đó cái chừng thấy không? Cái tay này thấy không, bước vào đây nè, thấy không? Để tay này, cái xỉa tay này lên, đứng lên, đó là sức 21. Số 22 này cái tay để xuống nhẹ, xuống như thái cực đó, lên nhưng cái này chém như vậy, xuống cũng vậy, lên bên này cũng chém qua này, xuống giống vậy, lên bước tới chặt tới vậy cho xong, cái quay lại để tay vậy, đó là 22. Làm lại nha, cái múa từ một tới 22 vậy. Một tay là hai, và quay ngược lại, đó là số 21. Xong số 22 xuống thấp, đưa lên giống thái cực, thu chân lại đó, thả chân này xuống, lên đứng lên, thu lại bên này, xuống thái cực lần nữa, vì này đứng lên chặt lên nha, xong cái quay trở lại bên này, hai tay thu rồi đó, nắm chưa?